Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Phục Hình Răng Online. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đề tài lựa chọn vật liệu đổ mẫu và cách đổ mẫu bằng thạch cao chính xác và hạn chế được những sai sót nhất. Thì đổ mẫu luôn là giai đoạn đầu tiên để quyết định sự chính xác của phục hình. Do đó vật liệu đổ mẫu cực kỳ quan trọng. Thông thường sẽ có các tiêu chí để lựa chọn vật liệu đổ mẫu, như là phải tái tạo chính xác kích thước, đặc biệt là các chi tiết nhỏ. Thứ hai đó là vật liệu phải dễ sử dụng. Thứ ba đó là trơ và mài hóa học và có độ cứng tốt và ít bị mài mòn. Và cuối cùng đó là chi phí phải hợp lý. Thì các loại vật liệu đổ mẫu thông thường hiện có trên thị trường như là thạch cao, bột đúc hoặc là nhựa đổ mẫu. Tuy nhiên thì thạch cao hiện tại vẫn là loại vật liệu đổ mẫu được chọn hàng đầu bởi vì đáp ứng được hầu hết tất cả các tiêu chí trên. Và tất cả các loại thạch cao trong nha khoa đều có công thức, đó là canxi sunfat ngậm 1/2 phân tử nước. Tuy nhiên do các sản xuất khác nhau tạo ra những cái tinh thể khác nhau, do đó những loại thạch cao này nó cũng sẽ phân loại và có tính chất khác nhau. Và trong nha khoa thì thạch cao thông thường sẽ có 5 loại hay gọi là 5 tiếp đó. Thì tiếp 1, tiếp 2 và tiếp 3 thì những loại thạch cao này có độ cứng thấp hoặc là vừa phải. Loại 1 thường dùng là thạch cao lấy dấu, tuy nhiên cái loại này thì rất ít sử dụng trên thị trường. Cái loại thứ hai đó là mình còn gọi là thạch cao trắng để lên giá khớp, có độ cứng thấp. Loại thứ ba đó là thường là thạch cao để sử dụng trong phục hình tháo lắp. Loại 4 và loại 5 là những loại thạch cao có độ cứng cao. Tuy nhiên loại 4 thì có độ giãn nở thấp, còn đối với loại 5 thì có độ giãn nở rất là lớn. Do vậy, mẫu sau cùng để thực hiện trong phục hình cố định sẽ sử dụng thạch cao loại 4. Sự chính xác và khiết xác của phục hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng với sự giãn nở của vật liệu tạo mẫu. Và ví dụ ở đây là thạch cao. Nếu như thạch cao có độ giãn nở từ 0.08% đến 0.12% thì đồng nghĩa sự sai sót sẽ tăng thêm 50%. Đối với các cấu trúc cầu dài thì điều này dễ dàng nhận thấy sự thiếu chính xác và đặc biệt thấy rõ nhất trên các phục hình cố định trên Imland. Hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều loại thạch cao đổ mẫu. Vì vậy, cách lựa chọn nhanh nhất đó là tin tưởng những cái hãng sản xuất lớn. Và chúng ta cũng có thể xem trên bao bì sản phẩm về những cái thông số cần thiết cho sự lựa chọn. Các thông số chúng ta nên quan tâm để lựa chọn loại thạch cao phù hợp cho mình. Ví dụ như là màu sắc, tỷ lệ trộn hay gọi là tỷ lệ bột nước, thời gian làm việc, thời gian trộn hút chân không, hay là thời gian mẫu sẽ cứng và để gỡ dấu ra khỏi mẫu, độ bền nén cũng như là độ cứng. Và đặc biệt cái phần cuối cùng đó chính là độ giãn nở, nghĩa là sau khi khô thì khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mẫu sẽ giữ nguyên kích thước. Và nếu muốn chắc chắn vật liệu đổ mẫu của chúng ta giãn nở bao nhiêu thì chúng ta có thể sử dụng dụng cụ để đo sự giãn nở, đó là thiết bị COS. Sau khi lựa chọn được vật liệu đổ mẫu tốt cũng như có một dấu tốt từ phía lâm sàng thì chúng ta sẽ tiến hành đổ mẫu. Sau đây sẽ là video đổ mẫu về một khay veneer và làm thế nào để đổ mẫu cái khay veneer ít bị bọt và hạn chế những sai sót, thì mời các bạn theo dõi. Cuối video sẽ là một phần về từ vựng về tiếng Anh chuyên ngành. Do vậy nếu bạn nào muốn học thêm thì đừng ngần ngại xem hết video nhé. Và mời các bạn theo dõi video.
You will need class 4 dice stone 100 grams per model. Scales. Water measure. Water. Plaster knife spatula. Vacuum mixing facilities including pot. Vibrating table. Weigh the dice stone powder into a dry mixing pot, typically 100 grams. Add water, typically 20 milliliters, to the pot and hand mix. Briefly incorporate the powder into the water. Vacuum mix for approximately 35 seconds. With the impression on the vibrating table, pour the mixed dice stone into the impression. To avoid air bubbles, start from the distal of one side and slowly fill the impression by chasing the dice stone around. Make sure you see the material fill each tooth in turn. If in doubt, pour out and refill. Remove the impression by gently easing vertically in line with the long axis of the teeth. Use a plaster knife to gently lever the tray if removal difficult.